con ăn gì vậy? Trời ơi. Bánh tay hả? Bánh tay hamburger hả? Trời ơi, bữa nay mình ăn chay cả nhà ơi. Bữa nay mình ăn chay có ba nó nghỉ làm nè, mấy đứa nó đòi cái này cái kia, bắt đầu ba nó tự xử. Dắt ăn gì? Lúc xem ăn nó xem ăn khoai tây nữa. Hay nãy con à. Ở ngoài hát gió nè, gió tiếng nó bay nè, chị nhớ. Ôi, coi nè. Nó bay. Bay ha, ủa luôn mới gơi hồi sáng giờ ha. Hồi tối hồi sáng giờ mà ha, tiếng nó đầy dưới chân nữa nè cả nhà ơi. Nó bay nè, nó đang gơi nè cả nhà. Tiếng này nè ha, tiếng này là tiếng lạnh nè. Lộ âm rồi nè. Ủa bay quá trời bay luôn cả nhà thấy không? Này, nhìn nè. Nó bay đó. Tiếc nó đang rơi, nó đang bay. Xa. Ôi bay quá trời luôn á. Cái này mà rơi tới chiều là dữ dội lắm á cả nhà. Nhà nhìn thấy. Quá dữ dội. Lạnh nữa rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Nữa mình thì ăn chay á, luộc lóc cà ri thôi. Còn ha, mấy cha con sáng ăn vậy nè cả nhà. Khoai tây, cái này khoai tây nghiền á cả nhà, khoai tây nghiền bằng bột á. Bắt đầu mình cho sữa, cho bơ vô rồi cái ha mình quậy lên. Còn cái này thì hamburger chiên lên. Ăn nó sao bị lạc mà. Đó, mấy đứa con ăn. Trời ơi, lúc em coi chừng hết đồ. Ui, ăn cho lúc em coi chừng nó nghe. Mẹ rồi phải bỏ miếng bơ vô nó mới không có dính chứ. Có mùi thơm thơm, mùi thơm thơm của bơ. Ngon không Danh? Ăn nhanh thích ba là ngon hơn. Rồi, ô nó khen ba nó. Ăn đẻ đi rồi bác mà đi tắm cho con nè. Mình ở nhà mình ăn chay nó cũng rất là đơn giản ha, mấy cái con nó cũng rất là dễ ăn. Ăn cái gì cũng được hết á. Du kan blanda ut det bara. Blanda det? Gör vad du vill. Det här då kan du göra det här. Em ăn hết rồi kìa. Cho em khoai tây vô. Det kan bli salt. Det är både peppar och det är jävla gud och salt. Ngày mai ha, ba cha con mua vé đi coi phim không? Bà con chú ơi nó bỏ hó với dắt ở nhà rồi. Bà chị mình chỉ cần coi làm phim nên bé ế. Giờ sẽ coi làm phim nên bé ế. Con đi ha, về tối quá rồi nữa rồi. Người ta hả vô bắt mẹ với John dắt đi mất tiêu rồi sao? Nè John, con đi chơi về tối quá, mẹ với dắt ở nhà người ta bắt cóc rồi sao? Mà mẹ coi phim nên bé ế dắt cho mẹ. Nhớ bỏ dắt. Nữa ta vô nhà ta bắt cóc mẹ với dắt thì sao? Người ta vô nhà không có ai ở nhà hết, ta bắt mẹ với dắt đi luôn. Sửa về đi biểu. Hả? Phải làm sao? John. Mà mẹ ơi, mẹ coi phim nên về ép cho lây luộc mà còn coi phim nên về thua. Năm mà thua mẹ muốn coi năm mà thua nữa là sao coi? Mẹ không có biết cái mẹ chưa coi nên về ép và coi nên về ép. Ý biết. Ý là nó nói hả, phần 1 thì nó đã chiếu trong TV rồi đó cả nhà. Nó nói mẹ coi phần 1 trước đi, xong rồi ha, con đi gặp con coi phần 2, xong mai mốt nó ra phần 2 trong TV mẹ coi. Chịu nói không? Nhưng mà mẹ muốn đi coi phim giống như con vậy đó. Con đi rồi xong con đi tới tối rồi, con mẹ với dắt ở nhà nó sợ á. Rồi sao? Mà con mẹ coi nên cái phim 1 lần 1. Cô coi rồi ai gõ cửa mẹ sợ rồi sao? Mẹ đi vô phòng mẹ ba
Hết cửa cho người ta vô, người ta kinh đồ đi hết hả? Thấy không? Kìa, chắc cũng ăn nữa kìa. Bự quá chị ha. You don't need it. Okay, I'm fine. Cho anh lấy đàng hoàng con. Kêu nó xuống. Mà xuống à? Sao sẹo à? Bà la 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 la. Có tóc kìa, tóc kìa. Ồ, anh nói in bay shampoo, dắt hả, dắt nó shampoo rồi. Chai chai xà bông của gội đầu của dắt nó hết rồi nè. Bà bà đi chợ, bà bà quên mua chai xà bông cho dắt rồi. Ôi chứ. Cái nó suy là muốn. Ôi ăn vậy nè ông bà chú ơi, cái này là mở mấy cái nhỏ nó đi học rồi đó, nó thường xuyên ăn mấy món này đó nha. Đi học rồi ha, con giáo thường xuyên cho ăn mấy món này nè. Mình lưu mẹ kìa. Mấy món này ha, nhanh gọn đẹ lắm nha. Đồ Tây ha, ăn rất là nhanh gọn đẹ. Chẹt là xong. Quậy lên ha, cái gì cũng sẵn sẵn, quậy lên rồi xong rồi ha, thịt cũng sẵn sẵn rồi, chiên lên sơ một cái là xong. Nên rút cho em ăn nữa kìa. Này, em nó ăn thịt bò nó nhả kìa. Chắc khoai tây, chắc khoai tây thích ăn khoai tây nè. Cho em ăn khoai tây đi, khoai tây ngon lắm mà. Mấy đứa nhỏ ăn mấy cái này ha, tại vì ha nó có sữa, có bơ này kia nọ, nó cũng có chất cả nhà. Chất béo quá. Ở đây ăn cái gì cũng có chất béo hết á. Không sợ thiếu chất đâu ông bà cô chú ơi. Ở đây là dư chất luôn á. Oh, em khoái khoai tây nè, trời ơi, thấy chưa? Mẹ đút là hả, ăn đã luôn á, mẹ đút một cục bự bự không à, chị hai ấy. Chị hai với anh vô nãy giờ đưa cho. Thôi em không ăn thịt, để em cho em ăn khoai tây đã. Em thích ăn khoai tây nè. Chưa. Ngon không danh? Ôi mấy đứa con nó ăn no hết là mình khỏe rồi cả nhà. Mình bây giờ mình chỉ có ăn cơm với bắp lóc cà ri, mình đem đi luộc rồi mình chấm nước tương thôi. Bữa nay gầm rồi, bữa nay Việt Nam gầm rồi cả nhà. Hai ba mẹ Tết. Doanh ồn doanh. Sắp sửa Tết rồi ông bà con chú ơi, Tết Việt Nam rồi. Việt Nam á, ông bỏ chú chắc sửa soạn Tết rồi đó. Thôi mẹ sẽ potato tốt, mua từ Việt Nam. Khoai tây vậy á, nó có Việt Nam. Chắc có mà. Bây giờ cái gì cũng có hết á. Bây giờ Việt Nam tiến bộ cái gì cũng có đó. Một khoai tây hay gì cũng có. Sao phải trở? Disgusting. Ba. Disgusting. Smith, then I did disgusting. Smith. Để cô chú gọi, nó sẽ gọi disgusting. Tiếc quá trời tiếc luôn cả nhà ơi. Coi kìa, một chút xíu mà nó gì cùi gì nè cả nhà ơi. Bữa nay tiếc nó gáo. Tiếc nó khô gáo á, tiếc nó khô gáo là nó lạnh dữ lắm luôn cả nhà ơi. Wow. Ở trong đây á, mấy cái đường dọc vô mấy cái nhà thì nó mới gợi tiếc thì nó người ta chưa có cạo đâu cả nhà, mấy cái đường nhỏ người ta chưa có cạo đâu. Còn mấy cái đường lớn á, nó gợi là ha, người ta phải cạo cho sạch để người ta chạy xe cả nhà, nếu không rất là nguy hiểm. Nó dày vậy nha cả nhà ơi, coi nó dày ra dày cui luôn cả nhà ơi. Lạnh quá, bữa nay tiếc mà nó gió á. Nó vừa tiếc vừa gió, còn cả nhà con nó dậy một đốt vậy nè, xe nó khác nó xong nó dậy một đốt vậy. Mình đi chợ đi nha, đi mua cho xà bông gội đầu cho nhé. Thank you.
em thôi là quá trời luôn, tiêm tiêm chứ cạo không có sể luôn. Mình mở mấy cái pin ha, cho nên trồng ve vô ha, sạc pin chút xíu cả nhà. Ok. Yeah. Này không ha. Det är bara den glas så kamera. Så nu kan se. Lock. Ja. Kom in så ha. Nu ska kamera ha. Ja. Ja. Đây, xuống. Ờ. Ờ đây á. Ở dưới đây có camera nè cả nhà. Có camera. Cho nên hồi nãy lóng tiếc chồng á kêu quơ cái miếng tiếc che cái camera ra để ve thấy lường ở đằng sau. Mà mình tưởng đâu đem đi cạo ở sau lưng. Ui. Bữa giờ đi định hồi bữa nó sạc lấy tiền. Còn bây giờ mấy tuần này nó sạc nó không có lấy tiền nữa, không biết. Nó dư điện hay sao nó sạc nó không có lấy tiền cho người ta sạc. Cho nên nhiều người sạc lắm cả nhà. Đâu mình tới đâu mới có dịp không có xe sạc cho nên mình mới sạc được chút đỉnh thôi. Chứ nếu không là nhiều người ta chờ sạc lắm. Tại sạc không lấy tiền á, cho nên người ta lỡ tốn, người ta đi chợ, người ta ghé, người ta sạc luôn. U lạnh quá em nhà ơi. Lạnh quá. Vô chợ. Đi mua xà bông gội đầu cho dắt. Khói nấm đèn bờ chú ơi. Khói phá bóng đèn nấm đèn bờ chú ơi. Ở chỗ nào có công tắc lại dắt nó biết hết trơn á. Đó, khói lắm á, khói bấm gì đó. Hả? Bấm hả? Bấm hả? Bấm đèn hả? Bấm vô mà cô chú coi đi. Ơi, nhủ gì nè. Đó, biết công tắc ở đâu hết trơn không bà chú ơi. Đó, công tắc bấm đèn á. Ừ, chào bà chú. Trời ơi, mảo đàng hoàng con. Tắm mới xong hả? Ừ. Ôi, cái đầu con không có chùi vô khô kìa. Đợi mày coi coi. Ba chùi chưa lên. Lại mày coi khô chưa? Ba chùi chưa có khô nữa nè. Ôi, ôi tắm xong mắt mẻ. Ôi trời. Vậy mà nó dắt một lần nó dắt làm gốc xuống xong gốc xuống một đầu có dắt luôn á một lần á gốc xuống cái đèn là hả đè xuống cái đầu là bể cái đầu luôn. Ồ, ăn kẹo nữa hả? Không phải kẹo không có làm ho, kẹo ngậm cho nó đừng có ho, đó cho nó the cái cổ á, ngon không? Kẹo đó nó đâu có cay mấy đâu. Không cho đạm nó nhìn anh doanh nè mà mẹ tướng lại cay nghe chồng bà chú không biết làm sao làm sao vậy doanh muốn nói gì với ông bà chú không nói hả? Sao nãy con nói chồng bà chú cái gì, con muốn nói cái gì với ông bà chú không? Doanh muốn nói mẹ, nói chuyện gì nói đi. Giác ơi, cho nó bấm đi. Nói chuyện gì với mẹ? Ủa? Chị nào nhau ngó khó. Nó đã có ngày nhau chưa khó. Nhau lậu lên. Nắm nhau dĩ giác lắm nhỏ. Ừ. Lòng trên nào lòng dĩ muốn khó xỉu á. Coi cái tướng nào bà chú ơi. Chị nào có dĩ mẹ thích hơn nghe không? Ừ. Giác hơn lắm á. Ừ. Chị nào có... anh xuống con gấu. Ừ, anh xuống con gấu em. Ừ. Ê, chơi bấm nhỏ đây. Bấm nhỏ ra đi. Anh nằm đây, nằm đây coi TV với anh Danh. Ồ, đấy con gấu. Đấy con gấu em. Này một cái dắt ta. Một cái chim. Nè, đấy con cọp nè, con này con gì? Con cọp hả? Con cọp nè, ông bảo chú hay con cọp nè. Coi anh chắc buông này con mèo hay con cọp.
rửa cái nào, dắt rửa nè. Rồi để hai con nó rửa cái nào. Không, mẹ chờ. Không, để hai con thử, để hai con ở đó đi, con nó đấy cái nào cho anh. Để xuống con nó đấy cái nào. Dắt đấy cái nào đấy đi. Anh cho để xuống con nó đấy cái nào. Thôi anh cho để xuống, anh cho lấy tay ra. Đưa thế này. Rồi để xuống coi em rửa cái nào. Chị này. Một cái dắt tay nói gì vậy mẹ? Nói gì vậy? Nó lớp vua á. Rồi anh để xuống này cho dắt nó lấy cái nào. À, nó lấy con cọp á. Con cọp chứ. Lấy con cọp rồi. Dắt ơi. Lấy con cọp à con. Này hai cái. Té nè. Té nè. Rồi. Ai dắt anh muốn coi tivi rồi phải không? Coi tivi con biết rồi. Từ tóc chút xíu. Tóc chút xíu. Để nghe mẹ nói chuyện nè. Con muốn coi tivi thì con nói chào tạm biệt ông bà cô chú trong video đi. Rồi xong rồi ha, mẹ cho coi tivi. Con tự nói con không biết nói hả? Trời ơi, nó nói nó phải đi kiếm đồng minh ông bà chú ơi. Nó phải đi kiếm chị hai nó rồi. Nhắc chào ông bà cơ chứ. Hả? Nhắc chào ông bà cơ chứ. Ai dắt nó đi. Để dắt nói cho ông bà cơ chú ơi. Nhắc chào. Nó cuốn xuống ông bà cơ chú ơi. Bầu chú ơi, nó biết cái công tắc nó bấm cái đèn. Bấm đèn, bấm trái, bấm tắt, bấm trái, bấm tắt. Ôi khoái nè, coi tay cầm nè. Ôi giỏi tới vậy đó. Coi chịu nổi không? Ai dắt ơi. Dắt ơi, chỉ cho ông bà cô chú bấm ai dắt ơi. Dắt. Dắt. Ok. Bấm vào khoái chí ông bà cô chú, bấm vào trái lên, tắt lên, trái xuống, trái tắt lên, trái xuống. Khoái chí. Hả? À, chỉ cho bà cô chú bấm nè. Nè. Papa. Papa lâu. Papa lâu, papa tới, papa quánh cho cha mày đó. Papa. Ồ, papa lớn, papa quánh nè. Papa quánh con nè. Papa quánh con nè. Con phá nè. Để lên. Chết rồi. Coi cái tướng nào ông bà. Ông bà nhìn cái tướng. Ông bà con chú nhìn cái tướng coi dắt cho giống như. Giống như đi làm ruộng mới về nè ông bà con chú ơi. Con đi làm ruộng mới về con săn mừng lên luôn. Uống đi. Ơi. Nữa không khỏi đi nha. Ô, nó kiếm đồng binh đợi nè ông bà chú ơi, nó kiếm đồng binh chị. Ông bà cô chú thương con nha, nhớ dắt thì ông bà cô chú ơi, chia cho con nhắc nha. Cảm ơn bà chú, mong bà chú. Bye bye. Còn sao nữa? Chào bà chú, bye bye. Video mình quay ở đây thôi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà.